Và ngay sau đây, không cần chờ đợi gì lâu thêm nữa, chúng ta sẽ bố trí các cây tầm trung, tức là những dạng cụm cây. Tôi bấm vào đây, tôi chọn cụm cây. Bây giờ tôi sẽ bố trí một cụm cây ở đây. Sau khi bố trí xong, tôi có thể dùng lại scale luôn để chúng ta tăng giảm kích cỡ. Tôi sẽ bố trí thêm một cụm nữa và cũng giảm kích cỡ đi. Chúng ta có thể di chuyển ra ngoài một chút xíu cho tự nhiên. Tiếp tục, chúng ta bấm một vài vị trí ở đây. Đây nữa nào. Tôi có thể giảm ngay kích cỡ. Chúng ta di chuyển ra ngoài. Rồi, ok. Tôi nhấn Alt Delete và copy thêm. Cũng khá khó chọn, các bạn hãy chú ý. Và scale. Di chuyển ra ngoài. Rồi, tôi chọn một ô nữa và bấm vào đây. Chúng ta tạo thêm một cây nữa ở đây. Và cũng cho nhỏ lại một chút. Di chuyển ra ngoài nào. Các bạn có thể bố trí ngẫu nhiên theo cách của mình. Còn tôi sẽ bố trí những cụm cây như thế này thôi. Nhấn chặn Alt Delete và kéo qua đây. Rất nhanh phải không các bạn? Nhấn phím A chuyển qua bên này, chúng ta sẽ bố trí bên này một vài cây nữa. Tôi định vị những vị trí ở đây để che đi những phần không cần thiết. Và nhấn phím S zoom xa làm chút. Bây giờ tôi sẽ bố trí một cách tổng quan. Tôi nhấn Ctrl bấm ở đây để bố trí 10 cây một. Nhấn Ctrl và bấm này các bạn. Thì 10 cây được bố trí khá ngẫu nhiên. Tôi sẽ bố trí các vị trí bên này cũng tương tự, nhấn phím Ctrl và nhấn chặt chuột trái. Nhìn xa ra hơn một chút nữa. Những vị trí này chúng ta cũng sẽ bố trí. Tôi sẽ bố trí thêm các cây ở đây. Và các vị trí này nữa. Trong quá trình bố trí các bạn có thể làm kích cỡ nhỏ lại hay lớn lên cho ngẫu nhiên nhất có thể. Chúng ta có thể biến đổi các thông số này ngẫu nhiên. Tôi sẽ bố trí thêm vị trí cây ở đây. Nếu như các bạn muốn bố trí cây trên các vách núi này, các bạn đè chặt phím G và nhấn chuột trái. Chúng ta cũng có thể bố trí thêm cụm. Và đây nữa. Bố trí thêm một cụm cây ở đây, che đi phần góc nhọn này. Ăn sâu vào quá, chúng ta sẽ kéo ra. Nhấn D qua bên này, bố trí thêm các vị trí bên này nữa. Tôi chọn và bố trí thêm. Che đi phần gốc cây này. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Chúng ta đã xử lý các đối tượng này rất nhanh.